Hôm nay em rất mệt, rất buồn. Giữa đoạn đường về cô đơn, nước mắt đã tuôn. Không mình lên để đỡ lấy những sóng gió của cuộc đời. Những ước mơ không thể nói bằng lời. Ngày hôm nay em rất mệt, rất những điều làm em muốn bỏ hết từ đây. Tự hỏi sau khi buông thấy liệu có đớn đau như vậy, liệu có thể vui được hơn sau này. Cho em tựa vào vai anh có được không? Cho em tựa vào vai anh có được. Cho em tựa vào vai anh có được không?